Nhà văn 9X bị tấn công mạng sau buổi trò chuyện về sách. Mới đây, sau một buổi giao lưu với độc giả, phát ngôn của nhà văn Hiền Trang bị tách khỏi ngữ cảnh, khiến nữ nhà văn trẻ trở thành tâm điểm của những bình luận. Nhà văn Hiền Trang mới đây đã lên tiếng cho biết cô đang trở thành nạn nhân của những lời lẽ quấy rối. Hiền Trang viết, có rất nhiều bình luận tấn công tôi trên tư cách một phụ nữ, bạo lực và quấy rối tôi một cách công khai. Sự việc đang thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng, trong đó, nhiều người ủng hộ nữ nhà văn vì đã lên tiếng. Cụ thể, ngày 3 tháng 6, một bài báo tường thuật buổi giao lưu của Hiền Trang đã lấy tít, nhà văn phải là những người mà tỷ phú như Elon Musk muốn đi ăn tối cùng. Sau đó, tít bài báo được đổi thành văn chương là thành quả của hoạt động có tính kỷ luật. Thực chất, tít bài báo ban đầu bắt nguồn từ câu đáp trước một câu hỏi vui của độc giả về chuyện nghề viết văn khó làm giàu. Đầy đủ câu nói của nhà văn Hiền Trang như sau, tôi tin, cuối cùng thì mọi người vẫn yêu nghệ thuật. Người nghệ sĩ có thể không giàu có như Elon Musk. Thế nhưng, đó sẽ là người mà những tỷ phú như Elon Musk muốn được ăn tối cùng. Murakami có thể không phải là tỷ phú nhưng tỷ phú sẽ muốn được ngồi ăn tối cùng Murakami. Tiến sĩ Hà Thanh Vân đã chụp màn hình tít bài báo ban đầu, đăng lên mạng xã hội, nêu quan điểm, nói thật là nếu ăn tối với anh lợn mục thì được cái gì. Và một nhà văn đúng nghĩa thì không cần phải so sánh với ai, cho dù đó là sự so sánh để tôn vinh mình. Dưới bài đăng đó, một số người sử dụng mạng xã hội bình luận việc ăn tối với tỷ phú, ngụ ý chuyện đổi tình lấy tiền với những lời lẽ thô tục. Đây không phải bài đăng duy nhất phản ứng trước phát ngôn của Hiền Trang. Một số tác giả khác cũng bày tỏ quan điểm trên mạng xã hội, thu hút lượng tương tác lớn, kéo theo nhiều bình luận diễn dịch ý của Hiền Trang theo chiều hướng tiêu cực. Nhà văn Hiền Trang bày tỏ bức xúc trước những bình luận trên mạng xã hội mà cô cho là thô tục, khiếm nhã. Cảm thấy sự việc đã đi quá xa, Hiền Trang đăng một bài viết. Không im lặng cho qua. Cô cho biết, cô cảm thấy có trách nhiệm phải lên tiếng khi thực tế đang có rất nhiều người cũng là nạn nhân của những lời lẽ quấy rối. Tôi đã định im lặng vì tôi không cảm thấy tổn thương, nhưng sau khi đọc status của một nhà văn khác nói về việc hãy dừng lại sự xâm phạm với các nghệ sĩ, văn sĩ nữ, tôi mới nhận ra việc mình có tổn thương hay không không phải là vấn đề. Đôi khi mình không muốn đào lại nữa, nhưng nếu mình im lặng thì còn bao nhiêu người khác sẽ phải chịu những điều tương tự, Hiền Trang viết. Nhiều người cũng đã lên tiếng ủng hộ Hiền Trang, cho rằng những lời bình phẩm trên mạng xã hội kia là kém văn minh. Một số người ngỡ ngàng khi nhận ra đằng sau những dòng chữ đầy mỉa mai, khinh khí ấy là từ những người có học thức. Thật đáng buồn vì chính những con người nhiều chữ tỏ ra tri thức lại là những con người độc hại, xấu tính, ôm nhiều ẩn ức trong lòng, một người bình luận. Trước những tranh cãi trên mạng xã hội, tiến sĩ Hà Thanh Vân nói, tôi không đồng tình với quan điểm về nghề văn và nhà văn của Hiền Trang. Còn tư cách nhà văn của cô ấy là chuyện không liên quan ở đây và tôi cũng chưa từng đề cập đến.